Chào các bác, xin chào tất cả anh em. PS Audio KX9 là một trong những mẫu Ranker lai số hay nhất ở thời điểm hiện tại, cũng như là tại cửa hàng Tùng Audio Hải Dương, và đang có chương trình khuyến mãi rất đặc biệt với con PS Audio KX9 Plus này. Mẫu này là mẫu Ranker lai số, là hàng chính hãng của PS Audio các bác nhé. Ngày hôm nay thì bên em sẽ làm một video test hàng với chất âm của em PS Audio KX9 này cho các bác và anh em cùng thưởng thức, cùng trải nghiệm với Tùng Audio luôn. Từ đây thì em sẽ hướng dẫn một chút cho các bác và anh em điều chỉnh những cái phần chi tiết của em KX9 Plus này ở phần mic và phần music. Thì các bác có thể thấy là có rất là nhiều thông số để các bác và anh em lựa chọn, từ 57Hz cho đến 10kHz để các bác và anh em điều chỉnh. Với mẫu vang cơ lai số thì các bác và anh em chỉ sử dụng điều chỉnh bằng cơ, điều chỉnh luôn bằng tay, rất là dễ sử dụng với dòng vang cơ lai số này. Tiếng echo vang nhại của em PS Audio KX9 này rất là mượt mà. Em sẽ giới thiệu lại một lần nữa cho các bác và anh em nào chưa biết đến cái dòng sản phẩm PS Audio KX9 này các bác nhé. Đây là mẫu vang cơ lai số có đầy đủ tính năng, có kết nối cổng quang USB hay Bluetooth cho các bác và anh em lấy nhạc. Và với em PS Audio KX9 này thì FB chiếu ngũ thì rất là tốt luôn. Đấy. Nhiều bác và anh em hỏi là cái mẫu PS Audio KX9 này FBX nằm ở đâu, thì em sẽ chỉ luôn cho bác và em thấy này. Đây, FBX chống ngũ của em KX9 này các bác này, có một cái nút nhỏ ở đây cho bác và anh em nhấn vào để tăng cái độ chống ngũ cực tốt của em PS Audio KX9 này lên. Và với mẫu KX9 Plus này thì sẽ có luôn điều khiển remote cho bác và anh em, rất là dễ sử dụng với một con PS Audio KX9 này. Đấy, có điều khiển remote cho anh em sử dụng này. Hàng chính hãng các bác nhé, hàng chính hãng này, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Với mẫu này thì các bác và em có thể quét mã Zalo sẽ ra ngay tin thông tin và hàng chính hãng, cào lớp mã này để các bác và em kích hoạt chế độ bảo hành. Đấy, và bảo hành đương nhiên rồi là của hãng 12 tháng nhé, và có chế độ bảo hành bên Tùng Audio là một đổi một trong vòng 1 tháng cho bác và em sử dụng. Ở đây sẽ có 3 phím volume cơ bản để cho bác và anh em điều chỉnh, phần effect vang nhại này, phần tín hiệu to nhỏ của mic này, âm lượng của nhạc này cho các bác và anh em điều chỉnh. Ở đây thì sẽ có 2 cổng cắm cắm mic dây hoặc là cắm mic không dây cũng được. Ở đây thì em sử dụng mic dây một lát thì em sẽ test cho các bác và anh em cùng nghe chất âm của MPS Audio K9 này. Đây sẽ có 2 cổng này, cổng mic 1 và cổng mic 2 nhé. Ở đây thì là cổng mic 1 thì sẽ có volume cho cổng mic 1 này và volume cho cổng mic 2 cho các bác và anh em điều chỉnh. Đấy, và về phần điều chỉnh của mic thì ở đây nó sẽ có những cái tần số, dải tần số rất là nhiều. Đấy, em đã nhắc lại ở đầu video là từ 57Hz này cho đến tận là 10kHz cho bác và anh em điều chỉnh. Chỉ cần hơi xê dịch một chút thôi, tiếng âm thanh nó phát ra nó sẽ có sự thay đổi rất là đặc biệt, rất là đáng kể cho bác và anh em sử dụng. Với mẫu vang cơ lai số như thế này thì các bác và anh em chỉ cần hơi nhích nhẹ một chút, lấy một cái tô vít, các bác và anh em nhích nhẹ một chút thôi. Đấy, chỉ khoảng độ em không thể tính được ra, nhưng các bác và anh em có thể chiến hơi nhích một chút, các bác alo thử tiếng mic thì các bác sẽ thấy là cái sự thay đổi tiếng nó lên rõ rệt, rất là đáng kể với em KX9 Plus này. Ở đây thì sẽ có mặt màn hình điện tử các bác nhé, hiển thị đầy đủ cái thông số cho bác và anh em sử dụng. Có exciter lâng tiếng này, có delay này, có reverb này, có reverb này, reverb volume chỉnh riêng này. Đấy, và phần music, mic và effect nó cũng sẽ hiện ngay ở đây. Ở đây thì sẽ có luôn phần input lấy nhạc từ cổng quang này, OPT cổng quang, hoặc các bác và anh em có thể là chuyển đổi qua cổng AUX1, AUX2 lấy tín hiệu từ TV. Đấy, có Bluetooth đây. Bluetooth thì con này thì bắt là khá là ổn định rồi. Đấy, nhiều anh em rất thích cái mẫu này bởi vì thứ nhất là cái chế độ chống ngũ của nó cao, và thứ hai là chất âm thanh của nó cũng rất là hay với em PS Audio K9 này. Ok, bây giờ em cùng với các bác và anh em sẽ trải nghiệm luôn cái chất âm của em PS Audio K9 các bác nhá. Lượt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, L1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, L. Đấy, các bác và anh em nghe tiếng âm thanh vang dội rất là sâu lắng đúng không ạ? Với em PS Audio em khẳng định là tiếng echo của em này rất là có chiều sâu cho bác và anh em nào muốn trải nghiệm một cái âm thanh sống động nhất. Với phòng hát gia đình thì em nghĩ là nên sử dụng một con PS Audio K9, tiếng rất là hay. Hàng thì là hàng chính hãng, các bác và anh em yên tâm, không phải là hàng nhái, không phải hàng nổi trôi, mà sử dụng rất là bền bỉ với em PS Audio K9 này nhé. Tiếng echo vang nhại mượt mà này. Ngoài ra thì mức giá thành thì sao ạ? Mức giá thành cũng ở thời điểm này cũng khá là mềm rồi, dành cho tất cả bác và anh em.
À, em hy vọng là các bác và anh em xem được video này đang có ý định muốn tậu những tràng thi âm thanh, muốn mua những con vạc cơ lai số hay, thì em xin tư vấn cho các bác và anh em nên sử dụng con PS Audio K9 các bác nhá. Gọi điện trực tiếp qua cửa hàng luôn luôn có giá tốt dành cho các tất cả các bác và anh em. Sản phẩm này thì là hàng chính hãng rồi, các bác và anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán thoải mái với em PS Audio K9 Plus. À, thôi, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.